Hôm nay thì trực tiếp là Huế sẽ hướng dẫn cho mọi người về cái quy trình cũng như là cái cách điều trị tảo bông kết hợp với bộ nám của UK. Đây là một trong những cái bộ sản phẩm để giúp cho tất cả các chúng ta, từ các chủ spa thẩm mỹ viện cho đến các khách hàng mà chúng ta không có điều kiện hoặc là chúng ta không có thời gian đi spa, thì chúng ta cũng có thể dễ dàng thực hiện được cái liệu trình điều trị nám như thế này. Vậy thì để làm tảo thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì? Đầu tiên tất nhiên rồi chúng ta sẽ phải chuẩn bị đó là cặp tảo như thế này nhé. Cặp tảo này thì nó sẽ bong mủn nhẹ. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có cái chuẩn bị nữa, đó là Huế thì ở đây thì Huế đang sử dụng cái chai gel lô hội này. Còn nếu như mọi người ở nhà thì mọi người có thể mua thêm cái chai gel lô hội này để chúng ta sử dụng thêm cùng với liệu trình về tảo nhé. Dạ hello chị Kim Ánh. Thứ ba nữa là sau khi mà làm tảo bong với mục đích là để chúng ta điều trị về nám thì chúng ta sẽ sử dụng, tất nhiên rồi, đây là bộ UK, là một bộ nám mới đang nổi đình nổi đám trong thời gian gần đây. Và mọi người biết rằng nếu như sử dụng bộ nám này thì nó cũng sẽ cải thiện được 70-80% cái vết nám của mọi người rồi. Nhưng mà để cải thiện rõ hơn cũng như hiệu quả hơn thì chúng ta có thể kết hợp tảo bong với bộ nám của UK. Và bây giờ thì ngay bây giờ thì Huế sẽ, và tiếp theo nữa thì chúng ta cần chuẩn bị thêm cái gì, đó là một cái tế bào gốc. Có hai loại tế bào gốc mà mọi người có thể sử dụng được sau cái liệu trình tảo bong này, đó là một là tế bào gốc Kansaibo. Đối với những người nào mà bị nám thì Huế khuyên mọi người sẽ xài cái dòng tế bào gốc của Kansaibo, bởi vì sản phẩm này nó sẽ giúp ức chế sắc tố và hình thành, giúp ức chế sắc tố hình thành những cái đốm nám, đồi mồi, tàn nhang rất là hiệu quả. Còn cái micelle này thì nó sẽ giúp là, bởi vì do cái sản phẩm mà cái tế bào gốc Kansaibo này thì nó không giữ được cái độ ẩm lâu ở trên bề mặt da, bôi vô cái là nó sẽ thẩm thấu ngay và nó làm cho da chúng ta không có độ căng mịn. Thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái tế bào gốc micelle xanh này bôi một lớp ngoài cùng sau khi mà sử dụng tế bào gốc Kansaibo nữa. Thì cái quy trình của nó rất là đơn giản thôi, và ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người để sử dụng cái quy trình này nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ bóc cái lotion của cái tảo này ra. Chúng ta sẽ bóc cái lotion của cái tảo này nhé. Huế sẽ hướng dẫn cho mọi người từng bước một, bởi vì là nếu như ai mua hàng thì bên Huế cũng đã có cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng rồi, nhưng mà mọi người vẫn chưa hiểu rõ được cái cách làm cũng như là cái cách massage như thế nào. Thì ngày hôm nay thì Huế sẽ hướng dẫn trực tiếp cho mọi người. Thường thường là như thế này, nếu như các chị mà điều trị về nám thì các chị sẽ sử dụng một cái lọ tảo này và sử dụng một lần cho Huế nha. Đây, chúng ta sẽ mix cái tảo này. Cái này là tảo, nó là dạng bột. Một là chúng ta để nguyên tảo và chúng ta mix cái lotion này sang cái tảo này. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Sau khi mix xong thì mọi người sẽ lắc đều cái phần thuốc mix này lên cho Huế nha. Các chị sẽ lắc tan đều lên cho em. Cái phần lắc tan đều như thế này thì mục đích của nó là nó sẽ giúp cho hòa tan được cái dung dịch lotion của cái tảo kết hợp với cái lotion này, thì nó sẽ tan được đều ra. Và cái tảo này nó là dạng tảo nano nhé mọi người nhé, dạng tảo nano. Thế nên là khi mà sử dụng cái tảo nano này thì mọi người sẽ thấy là da của chúng ta nó rất là sạch, rất là khỏe. Các chị nhìn này, da của em là hiện tại đang không bôi một cái gì hết luôn, da hoàn toàn là mặt mộc luôn nhé các chị nhé, hoàn toàn mặt mộc. Em thì em xăm lông mày rồi, em xăm môi rồi, và em cũng có xăm một ít cái phần mí mắt trên. Đấy, chính vì thế nên chúng ta chỉ cần giữ mặt mộc như thế này thôi, rất là thoải mái, không cần phải làm gì cầu kỳ cả, không cần phải trang điểm gì cho dày hết, để cho da nó thở nó khỏe nhé các chị nhé. Đó, và hàng ngày thì sử dụng kem chống nắng này, rồi sử dụng những cái dòng serum cấp ẩm chuyên trắng này, rồi sử dụng bộ kem nám. Đó, trong thời gian này thì em đang sử dụng bộ kem nám của UK, da nó sáng lên từng ngày luôn nhé các chị nhé. Đây, cái này là cái tảo của nó này. Sau khi mà em đã lắc đều kỹ rồi thì em sẽ để vào một cái lọ như thế này. Đây nhé mọi người nhé, mọi người phải lắc đều lên cho Huế, và để cho cái này nó không bị cái hiện tượng mà da của chúng ta nó không bị khô thì chúng ta phải lắc đều lên cho em. Và chúng ta sẽ sử dụng cái này rất là đơn giản thôi nhé các chị nhé. Sau khi lắc đều xong thì các chị sẽ lấy cái gì ạ? Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy một ít nước hoa hồng. Sau khi lấy cái nước hoa hồng này xong thì chúng ta sẽ lau sạch. Cái nước hoa hồng này của nó là dạng gel, nó là dạng gel, nó không phải là dạng nước, nên là sử dụng rất là không bị hao. Chúng ta sẽ lau sạch đi nha mọi người nha. Hôm nay thì Huế rửa mặt rồi, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ phải lau sạch lại một lần nữa. Đó, sau khi mà làm sạch bằng nước hoa hồng rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái lọ tảo này. Và cái lọ tảo này thì bên nhà sản xuất thì họ khuyên là chúng ta sẽ sử dụng một lần thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ bôi vào cái vùng da. Sau đó các chị sẽ massage cho em. Cái tảo này nó là tảo nano nhé mọi người nhé. Chúng ta sẽ massage. Chúng ta massage theo hình tròn như thế này, nhẹ nhàng thôi nhé các chị nha. Massage nhẹ nhàng thôi, không cần phải massage mạnh đâu ạ. Chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng vào cái vùng cần điều trị.
cái vùng mà cần điều trị là những cái vùng mà da mà các chị thấy bị nám và những cái vùng da mà các chị cần phải bỏ, loại bỏ cái tế bào da nhiều hơn, thì các chị sẽ tập trung vào vùng đó cho em. Sau đó thì các chị cứ massage kỹ như thế này cho em nha. Massage đến khi nào điểm dừng của da là nó khô, cái phần tảo và da của mình nó hồng nhẹ lên, thì lúc đó các chị sẽ chuyển sang vùng khác. Nhớ cho em này, massage vùng nào dứt điểm vùng đó. Tại vì là nếu như mà chúng ta massage cả mặt đấy, massage đi massage lại ấy, thì thứ nhất là nó sẽ đau, cái thứ hai nữa là cái điểm dừng là các chị không biết điểm dừng. Tại vì lúc mà chúng ta dừng massage rồi thì lúc đó là cái da của chúng ta nó sẽ hồng nhẹ lên. Chính vì thế nên chúng ta sẽ massage ở điểm nào là chúng ta sẽ tập trung massage ở điểm đó. Đến khi nào mà nhìn thấy cái da nó hồng hồng nhẹ rồi thì lúc đấy chúng ta mới chuyển qua cái vùng khác nha mọi người nhá. Và chúng ta chỉ tập trung nhiều, massage nhiều vào những cái vùng mà cần điều trị. Ví dụ như là cái vùng này của Huế nó có một ít cái lỗ chân lông này, thì Huế sẽ tập trung vào cái vùng lỗ chân lông này. Đó, tập trung vào vùng lỗ chân lông này để cho cái vùng da của mình nó được khỏe hơn. Và khi mà máu bong ra thì nó sẽ sạch được cái lỗ chân lông, xe khít được lỗ chân lông, cũng như là toàn bộ những cái bít tắc, dầu nhờn, bã nhờn nó sẽ được đào thải, và những cái da mới nó sẽ được đẩy lên để thay thế cho những cái da cũ. Thì cái tảo không bong này thì Huế lưu ý nó khác với tảo bong, là nếu như làm tảo bong ấy thì các chị phải tối thiểu là tầm khoảng 3 tuần các chị mới được làm lại một lần. Đối với liệu trình này thì chúng ta sẽ làm liệu trình theo liệu trình của nó, thì là ở tại spa thì các bạn sẽ làm cho khách là 3 lần nhé. Đối với tảo này là 3 lần kết hợp với bộ nám là rất là đẹp rồi. Nhưng mà còn ở tại nhà thì chúng ta có thể, một là nếu như chúng ta theo đủ nguyên lai của nó như ở tại spa thì chúng ta cũng sẽ làm 3 lần. Đó các chị thấy không? Xoay xong chúng ta ấn. Chúng ta xoay tròn nhá, xoay tròn nhẹ nhàng thôi, cái lực ấn tay của các chị nhẹ nhàng thôi, các chị đừng ấn mạnh quá, bởi vì ấn mạnh quá thứ nhất nó rát da. Cái thứ hai nữa là nó cũng không cần thiết, bởi vì cái lượng tảo là dạng tảo nano, nó không có đau nhá các chị nhá. Bởi vì nếu như mà đau thì chắc chắn là em sẽ không thể ấn được như thế này, vừa làm vừa nói vừa ấn như thế này, đó là một cực hình không thể chịu được. Còn không đau thì em mới làm được như thế này cho các chị. Đó, và chúng ta sẽ tập trung. Trong cái quá trình mà làm thì chúng ta cũng thỉnh thoảng chúng ta lắc đều cái phần tảo lên để cho nó đưa cái tảo vào trên da của mình nó được nhiều hơn. Cái này thì nó là liệu trình bong da, thì đối với chị nào mà chúng ta da chúng ta quá tệ hoặc da chúng ta bị nám nhiều, chúng ta có thể kết hợp liệu trình bong này, chúng ta liệu trình tảo này trong thời gian sử dụng bộ nám của UK. Nó sẽ vô cùng là hiệu quả luôn nhé các chị nhé. Và chúng ta sẽ tập trung vào đúng cái vùng mà chúng ta cần điều trị. Chúng ta tập trung đúng vào cái vùng mà chúng ta cần điều trị nhé. Đó, đấy. Các chị nhìn này, chúng ta sẽ tập trung vào cái vùng mà cần điều trị nhiều hơn thì chúng ta sẽ massage nhiều hơn. Và điểm dừng của nó là khi nào mà các chị thấy cái da của nó hồng, nó hồng lên, hoặc là nó, nếu như chị nào mà da mà mẫn cảm kích ứng, cái da của Huế là da khỏe nhé các chị nhé. Da của Huế là da khỏe thì nó chỉ hồng nhẹ lên, còn nếu như chị nào mà da yếu ấy, hoặc là ít khi sử dụng cái liệu pháp peel, hoặc là ít khi sử dụng cái liệu pháp thay da sinh học ấy, thì các chị sẽ có hiện tượng hơi đỏ đỏ lên một chút xíu nhá các chị nhá. Nhưng mà không sao cả, đấy là hiện tượng hoàn toàn bình thường, hoàn toàn bình thường nhá các chị nhá. Bởi vì thay da sinh học mà da không có hiện tượng gì thì đấy mới là bất thường, còn nếu như thì nó sẽ không có tác dụng gì hết. Còn ở đây là chúng ta làm là thay da sinh học. Thay da sinh học thì nó sẽ khác thay da hóa học một chút xíu, là cái này của nó thì nó toàn thành phần là thiên nhiên, và khi mà đưa cái thành phần thiên nhiên nào này vào ấy thì nó sẽ có cái tác dụng là nó sẽ thẩm thấu được những cái hoạt chất dưỡng chất từ tảo biển vào sâu trong da và tái tạo lại một cái làn da mới cho chúng ta trong vòng 28 ngày. Và đây mọi người nhìn này, làm đến đâu là nó sẽ thấm toàn bộ cái tảo đến đấy, nó không bị rơi ra. Còn nếu như mà cái tảo nó không đủ nhỏ ấy, thì là nó sẽ không chui được vào lỗ chân lông, thì một phần nó sẽ bị rơi ra ngoài. Và nếu như mà rơi ra ngoài thì các chị biết là hiệu quả cũng như tác dụng của nó rất là phí, nó không đủ cái tác dụng để mà đánh bật được toàn bộ cái gốc nám của chúng ta ra ngoài. Đó, đây nó hồng nhẹ lên như thế này thì em sẽ dừng lại và chuyển sang cái điểm khác. Chúng ta sẽ tập trung vào cái vùng điều trị, sau đó thì chúng ta sẽ đi những cái điểm khác, đi sơ qua thôi, không cần phải đi kỹ. Nhưng mà những cái vùng mà các chị muốn cho cái da đấy nó bong ra nhiều hơn á thì các chị phải tập trung vào cho em nha. Tại vì là những cái vùng đó là những cái vùng mà chúng ta cần phải cho cái da nó kích bong nhiều, thì chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng chứ không có để đến mức độ rát đâu nhé các chị nhé. Massage nhẹ nhàng thôi và nó thẩm thấu vào trong da,
vừa đủ để thẩm thấu vào trong da, bởi vì là chúng ta cứ massage nhẹ nhàng như thế này thì dần dần những cái kim ấy, những cái kim tảo biển ấy, nó sẽ đi hết được vào lỗ chân lông của các chị. Vì cái kim này của nó là dạng kim nano, đầu kim nano, nó không gây đau, nó không gây rát. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không biết massage mà chúng ta cứ massage đi massage lại, tức là ví dụ như các chị không làm dứt điểm ở một vùng ấy, sau đó các chị lại sang cái vùng khác rồi chốc các chị thấy khô rồi các chị bắt đầu quay lại thì nó rất là rát, và vô tình là nó gây tổn thương cái vùng da đó thì nó có thể dẫn đến tình trạng bị tăng sắc tố. Bị tăng sắc tố nên là các chị lưu ý là massage ở điểm nào là đủ ở điểm đó. Đây ví dụ như cái điểm này của em massage nó hồng nhẹ lên như thế này. Nó hồng nhẹ lên như thế này là đạt rồi nhá các chị nhá. Còn cái điểm này là cái điểm mà em cần kích bong nhiều hơn, bởi vì cái vùng này của em là nó cái lỗ chân lông nó vẫn còn hơi hơi to một chút xíu. Do cái thời gian vừa rồi là cũng đi nhiều á, đi nhiều không có thời gian chăm sóc mà lười đắp mặt nạ. Đó, thế nên là nó hơi bị to lỗ chân lông một xíu thì em muốn tập trung vào cái vùng này để điều trị lỗ chân lông. Nhưng riêng chị nào mà bị nám thì các chị sẽ tập trung vào cái vùng bị nám cho em nhá. Tập trung vào cái vùng bị nám cho em, để cho cái da của mình nó được an toàn. Và khi mà cái da của mình nó đào thải hết được cái nám ấy, còn với hắc sắc tố ấy, thì lúc đấy da của các chị nó khỏe lắm, nó đẹp lắm. Và khi mà nó bong ra, nó tầm khoảng mất 3-4 ngày, hoặc là thậm chí có những người nào da khỏe thì nó bong rất là nhanh, nhưng mà da yếu thì nó bong lâu hơn. Hoặc là da của các chị mà sử dụng những cái liệu pháp peel nhiều rồi á, thì nó sẽ bong ít hơn, nhưng mà nó vẫn bong. Và khi mà bong xong thì các chị đưa luôn cái bộ nám của UK vào cho em. Trời ơi, da đẹp mê hồn luôn nhá các chị nhá, đẹp lắm. Da căng bóng mà trắng mà là không có bị tăng sắc tố đâu. Còn nếu như mà mình không có một cái sản phẩm để ức chế sắc tố đủ á, là nhiều khi làm cái liệu trình tảo này xong mà không có cái sản phẩm ức chế sắc tố là nó dẫn đến nó hay bị tăng sắc tố. Mặc dù nó rất là đẹp nhưng sau 2-3 tuần thì nó hay có hiện tượng bị sạm lại. Nên bắt buộc là các chị phải có một cái sản phẩm ức chế sắc tố cực kỳ tốt để sử dụng sau khi vi tảo thay da. Bởi vì vi tảo thay da này là da của các chị được thay một lớp da mới rồi. Và khi mà thay một lớp da mới thì bắt buộc chúng ta sẽ phải bảo vệ và dưỡng cái da đấy cực kỳ tốt, để giúp cho cái da đấy nó khỏe hẳn lên và nó sẽ giữ được cái lớp da như vậy, nó không bị sạm đi hoặc nó không bị tăng sắc tố. Đó, nên là cái kem ức chế sắc tố là cái kem quan trọng lắm. Nên bắt buộc các chị, ví dụ như các chị làm tảo bong này thì các chị sử dụng cho em bộ nám của UK. Nếu như mà các chị đầu tư chiều sâu như vậy thì em thấy rất là yên tâm là các chị sẽ có được một cái làn da cực kỳ đẹp. Nó có hai loại tảo, một là loại tảo bong, hai là loại tảo không bong. Đợt nào mà ấy thì em sẽ livestream cho các chị xem cách làm của cái tảo không bong. Cái tảo không bong nó cũng tương tự như thế này, làm y chang như này, chỉ có điều là nó không bong, còn cái tảo này thì nó là bong. Đối với chị nào bị nám thì Huế khuyên các chị lên làm tảo bong nhé. Chị nào bị nám thì Huế khuyên các chị lên làm tảo bong, bởi vì phải bong đi được một lớp da bên ngoài thì lúc đấy cái da của các chị nó mới sạch được cái nám. Còn nếu như mà tảo không bong thì phù hợp với những chị nào mà da chúng ta bị lão hóa, da chúng ta cần làm trắng, dưỡng ẩm và căng bóng thì chúng ta sẽ làm cái tảo không bong cho Huế. Đó, chúng ta cứ massage đến bao giờ mà cái da của chúng ta nó đỏ, nó hồng lên nhé các chị nhé. Nó đỏ hồng lên, các chị massage thì các chị sẽ nhìn vào gương cho em. Nhìn vào gương cho em để massage. Ở đây thì em nhìn qua cái mắt xem của livestream này thì không biết là nó đã đủ độ hồng chưa. Bên này thì nó hồng nhẹ rồi này các chị này. Bên này thì nó hồng rồi và nó hơi có cái cảm giác hơi hơi chích chích một chút xíu. Khi mà chúng ta đưa tảo vào thì nó sẽ hơi châm chích một chút xíu. Sau đó chúng ta có thể chúng ta sẽ ấn này. Đây, cái phần dưới này thì chúng ta sẽ massage nhé các chị nhé. Massage để cái phần dưới này thì chúng ta sẽ không cần phải massage. Đó, nhìn cái tảo lem nha lem nhem. Chị nào mà bị cái phần mà lỗ chân lông to làm cái này cũng đã lắm. Hoặc là chị nào bị mụn đầu đen làm cái này cũng rất là đã. Các chị làm dứt điểm cho em nhé, làm vùng nào dứt điểm cho em vùng đấy, không làm đi làm lại. Bởi vì là khi mà cái tảo mà nó bắt đầu nó khô rồi mà nó đâm xuống dưới da để nó tan được dưới da rồi á, mà các chị di đi di lại là nó rất là rát và cái da đấy rất dễ bị tăng sắc tố. Đấy, còn bây giờ thì em sẽ làm lên trên trán. Trán của em thì cao quá,
khỏe lắm nhá các chị nhá. Làm tảo nhá, lúc đầu thì nó thế thôi, nhưng mà sau khi mà các chị làm rồi mà các chị kiểm soát được cái da của các chị rồi, các chị làm tảo nó rất là thích. Bởi vì là nó sẽ thay cái lớp da mình, sau đấy mình bôi cái kem gì vào nó cũng hiệu quả. Đấy các chị thấy không, khi mà làm xong thì da của nó sẽ có hiện tượng hơi ửng nhẹ, hồng nhẹ ở cái vùng da mà cần điều trị. Và em tập trung vào hai cái vùng gò má này. Đó, tập trung hai vùng gò má này. Còn lại cái vùng trán này thì nó không có nhiều vấn đề đâu. Cái vùng trán của em thì thực ra cái vùng da này của nó cũng ổn. Nó không có nhiều vấn đề, nên là mình chỉ xoa massage gọi là qua để cho nó đều màu da thôi nhá các chị nhá. Còn chủ yếu là chúng ta sẽ tập trung vào cái vùng cần điều trị. Thì đối với trường hợp mà của B-Spa thì người ta sẽ sử dụng tầm khoảng 2 lần cho một cặp hai khách như thế này. Một cặp tảo như thế này dùng được hai khách, nhưng đối với các chị thì các chị cố gắng là dùng một lần cho em. Đó, các chị dùng một lần cho em. Rồi, ok, sau khi mà massage xong như thế này xong nhá. Nó rất là lem nhem. Nó rất là lem nhem. Hầu như cái tay nó chỉ có một tí xíu cái tảo dính ở tay thôi, còn rất là đẹp nhá các chị nhá. Sau đó thì chúng ta làm như thế nào? Bình thường thì chúng ta sẽ massage xong đúng không? Theo quy trình bình thường là các chị sẽ lau sạch cái vùng da đó đi. Sau đó thì các chị sẽ đắp một miếng mặt nạ, rồi là chúng ta sẽ đắp một miếng mặt nạ, sau đó thì chúng ta sẽ rửa lại sạch mặt và sử dụng tế bào gốc đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây thì sau khi mà làm xong như thế này thì nó sẽ có một cái quy trình hơi khác so với các chỗ khác. Và em sẽ sử dụng cái gel lô hội nhá. Em sẽ sử dụng cái gel lô hội để em bôi một lớp đều lên trên da. Bôi một lớp đều lên trên da như thế này. Nếu như chị nào mà chúng ta đã nhận được tảo của em, chúng ta nhận được tảo của em thì chúng ta cũng đã có biết được cái quy trình này của bên em rồi. Quy trình này nó hơi khác nha, quy trình này nó hơi khác một xíu so với trước đây là chúng ta phải dùng thêm mặt nạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ dùng như thế này. Đó. Đây, khi mà làm xong thì bắt đầu da nó có hiện tượng hồng hồng ửng ửng lên như thế này. Và chúng ta bôi một lớp gel. Gel lô hội này thì các chị để ngăn mát của tủ lạnh cho em. Chị để ngăn mát của tủ lạnh, sau đó thì chúng ta sẽ để nguyên như thế này. Đó, da khỏe cực kỳ luôn. Sau đấy thì chúng ta sẽ để tầm khoảng 15 phút. Đấy các chị thấy không? Sau khi 15 phút là các chị thấy cái da của em nó không còn bị hiện tượng hồng hồng đỏ đỏ như lúc nãy nữa đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ lau sạch mặt đi nhá. Lau sạch mặt đi, sau đó thì chúng ta sẽ bôi tế bào gốc vào là xong thôi. Đấy, chúng ta làm tảo thì chúng ta cũng chỉ làm như thế này thôi. Lem nha, lem nhem. Chúng ta làm sạch đi nhá chị nhá. Làm sạch thì chúng ta có hai cách. Một là các chị sẽ sử dụng cái nước ấm ấm ấy. Các chị sử dụng nước ấm ấm thì lấy cái tảo và lấy cái phần gel này đi, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn ở đây thì em lại đang không có nước ấm, nên là hôm nay là không nhân viên nghỉ hết rồi, đâm ra là chỉ có ông xã phục vụ thôi. Ông cho cái gì dùng cái đấy. Trời ơi, không biết tên một cái sản phẩm nào hết các chị ạ. Đấy, nó không còn bị cái ấy nữa. Rồi sau khi mà lau sạch rồi, da của chúng ta nó sáng rồi, nó sạch rồi, các chị để ý là cái vùng này này, hai cái vùng này này, nó sẽ có hiện tượng hồng hồng hơn một chút xíu này. Khi mà sờ vào nó vẫn có hiện tượng hơi châm chích nhẹ nha các chị nhá. Nó có hiện tượng hơi châm chích nhẹ một chút xíu. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng gì? Chúng ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc Huế, thì Huế sẽ sử dụng tế bào gốc Cansebo kết hợp với tế bào gốc B-cell xanh nhá. Còn nếu như chị nào mà có B-cell không có Cansebo mà có B-cell trắng và B-cell xanh thì các chị có thể kết hợp hai cái sản phẩm này, hoặc là chúng ta bôi B-cell xanh cho em. Rồi sau đó lau xong, bây giờ em sẽ làm lau sạch lại một lần bằng nước hoa hồng. Ui, lau một lần bằng nước hoa hồng nữa để đảm bảo là cái da của mình, cái khi mà tiếp xúc với nước thì các chị biết là cái độ pH của nó ở trên da nó rất là cao đúng không ạ? Khi mà làm xong thì cái da của nó sẽ sáng lên như thế này. Và em sẽ lau một lớp nước hoa hồng nữa. Khi
khi mà châm sờ vào thì nó sẽ có hơi có hiện tượng, vẫn hơi có hiện tượng châm chích nhẹ. Đây bây giờ nha, các chị sẽ xem nha, sẽ xem này, sau khi mà làm tảo xong đấy, các chị thấy không, làm tảo xong nhưng mà nó không bị đỏ, không bị sưng, không bị rát và không có bất cứ một cái cảm giác gì hết, mà da nó sẽ sáng và nó trắng lên như thế này, da nó sẽ sáng và nó trắng hẳn lên như thế này luôn này các chị này. Các chị nhìn kỹ cái da của em nhá, cái da này là da mà các chị biết là từ nãy giờ lau không biết bao nhiêu lớp nước rồi, thì chắc chắn là da nó sẽ không có một cái gì ở trên da hết, và nó chỉ có mỗi cái tảo thì nó một phần nó sẽ đẩy xuống dưới, và sau khoảng 72 tiếng thì bắt đầu nó tan dần cái tảo ở dưới và nó sẽ đưa những cái dinh dưỡng vào dưới da của các chị. Thế sau đó thì em sẽ sử dụng cái tế bào gốc Cansebo này, em sẽ sử dụng cái tế bào gốc Cansebo này, em bôi một lớp, em bôi một lớp đầu tiên cái tế bào gốc Cansebo này lên trên da đã. Cái Cansebo này thì nó lại kết hợp với cái bi sao xanh này rất là hiệu quả. Nó rất là hiệu quả bởi vì sao? Bởi cái Cansebo này thì nó không giữ được cái độ ẩm nhưng mà nó ức chế sắc tố cực kỳ tốt. Nó ức chế cái sắc tố nám để nó không bị cái hiện tượng mà sau khi mình làm xong mình peel mà mình không bảo vệ được da nó hay bị tăng sắc tố ấy. Thì cái này nó ức chế sắc tố cực kỳ tốt. Nhưng mà em muốn có một cái hiệu ứng sau khi làm tảo xong nó có một cái hiệu ứng căng bóng và trắng ấy, thì em sẽ sử dụng cái tế bào gốc bi sao xanh nha các chị nha. Đây, em bôi một lớp Cansebo rồi, mới bôi một lớp Cansebo xong rồi thì sau đó sẽ để cho nó khô khô một chút xíu, mà cái này nó nhanh khô lắm. Em không hiểu sao cái tế bào gốc này nó rất là nhanh khô. Tại vì là nó là cái sản phẩm, có thể là do là cái sản phẩm có thể cấy được ở dưới da nên là nó sẽ phải tan nhanh và thẩm thấu nhanh ở dưới da. Đó. Đây xong đấy thì em sẽ bôi cái tế bào gốc Bicel vào nữa. Các chị thấy không? Bicel vào cái là bóng luôn. Nó bóng luôn da, bởi vì cái kem Bicel này thì nó cấp ẩm, cấp nước sâu và nó tạo độ căng bóng da rất là khỏe. Còn cái Cansebo các chị thấy không, bôi vào cái nó thẩm thấu luôn. Thì những cái kem mà thẩm thấu như vậy thì thường thường nó sẽ đi xuống dưới lớp dưới của da và nó ức chế sắc tố cực kỳ tốt. Còn những cái kem mà nó đưa ở trên bề mặt như thế này ấy, thì nó sẽ có cái thành phần là căng bóng và giữ nước rất là tốt. Một lớp là bảo vệ bên dưới và một lớp là bảo vệ bên trên. Đó, thì các chị kết hợp hai cái tế bào gốc này cho em. Rồi, các chị kết hợp cho em nha. Cái Cansebo là chương trình tháng 5, là em nhắc lại chương trình tháng 5 là Cansebo mua 1 tặng 1 nha các chị nha. Sau đó thì cái Bicel xanh, bôi Cansebo xong, bôi Bicel xanh xong thì các chị sẽ bôi đến cái gì ạ? Đây, bôi Cansebo xong thì các chị thấy là nó có một độ căng và bóng như thế này. Căng, rất là căng và rất là bóng đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ bôi tiếp, một là kem chống nắng của Bicel đây ạ, một là chúng ta sẽ bôi kem chống nắng của Bicel, hai là chúng ta sẽ bôi dòng kem chống nắng của Odicosi. Kem chống nắng Bicel này á, nó có một cái điểm là nó rất là lỏng, nó là serum chống nắng nhá chị nhá, dòng 850 đây, em test luôn cho các chị luôn, bởi vì mọi người sợ rằng là kem BB thì nó không sử dụng được khi mà sử dụng trong cái trường hợp mà da sau điều trị nọ kia, nhưng mà đây hôm nay thì em test trực tiếp luôn lên cho các chị để cho các chị xem là đây, da em vừa mới làm tảo xong vẫn còn đang châm chích ở trên mặt đây, em làm luôn cho các chị cái kem chống nắng này luôn để cho các chị yên tâm là cái thành phần hoạt chất của kem chống nắng này nó cực kỳ là an toàn và nó được chỉ định để dùng cho những cái da mà đang trong cái quá trình mà điều trị, mà tức là vừa bắn laser xong đang bị đỏ này, hoặc là lăn kim phi kim vi kim như thế này. Cái tảo này người ta gọi ở spa, người ta gọi là vi kim. Thì trong cái quá trình điều trị như thế này các chị có thể sử dụng được luôn. Đấy, nó hơi châm chích một chút xíu, nó vẫn còn hơi châm chích ở trên mặt một chút xíu nhé các chị nhé. Các chị bôi này nó hơi trắng thôi, nhưng mà chút xíu nữa là nó sẽ về tẹp vô màu da của mình, nó không hề bị trắng đâu. Tại vì em vừa mới làm tảo xong nên em bôi cái lượng nó nhiều hơn chút xíu. Đây,
một bên là đã sử dụng kem chống nắng, còn bên này là chưa sử dụng kem chống nắng. Bây giờ thì em sẽ bôi cái nốt bên này nhá. Em bôi hơi nhiều một chút xíu nhá các chị nhá. Bôi hơi nhiều một chút xíu bởi vì là da vừa mới làm tảo xong thì em bôi nhiều. Chứ còn nếu bình thường thì các chị không cần phải bôi nhiều như thế này. Các chị bôi lượng vừa đủ thôi là nó đã giữ và nâng tông được cả ngày rồi. Rồi xong rồi nhá chị nhá. Sau khi các chị yêu nha, vừa mới làm xong liệu trình tảo bong nha. Em mà làm tảo bong chứ em mà làm tảo không bong nó còn làm xong cái da nó bóng lên mà nó đẹp nữa. Nhưng mà cái tảo bong này thì sau tầm khoảng 3 ngày tới nó sẽ đẹp. Khoảng 3-4 ngày tới nó bắt đầu nó đẹp. Thì các chị nhìn này, thứ nhất là làm tảo bong xong da không bị đỏ, không bị châm chích quá nhiều, không bị rát, không bị gọi là sưng lên nha các chị nha. Cái tảo này nó là dạng tảo nano của UK. Cái thứ hai nữa, làm xong các chị bôi luôn tế bào gốc Kasaibo, sau đó bôi lớp một lớp tế bào gốc Bicell lên, da nó sẽ có hiệu ứng căng bóng và trắng sáng. Thứ ba nữa, làm xong các chị bôi luôn cho em cái kem chống nắng của Bicell vào nhá. Kem chống nắng của Bicell vào, da của các chị cực kỳ đẹp, các chị đi chơi thoải mái, các chị không bị ảnh hưởng gì cả. Ngày hôm sau các chị đi làm cũng không ai biết là các chị làm gì luôn. Đó, thì cái hiệu ứng cũng như là cái hiệu quả của cái sản phẩm này nó đạt đến mức độ như vậy và nó đẹp đến như vậy. Thì em cứ ở trên này thì em livestream cho các chị đã theo dõi từ đầu đến cuối, biết được là cái quy trình mà làm tảo này nó như thế nào rồi, đúng không ạ? Nó không hề phức tạp. Rồi, ok, xong. Bây giờ thì còn chị nào có cái câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu như các chị không còn câu hỏi nào nữa thì em xin phép ở đây nha. Và hẹn các chị yêu vào một cái ngày gần nhất. Em sẽ livestream để cho các chị xem cái da của em bong thì nó như thế nào. Dạ, em cảm ơn các chị rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các chị yêu vào những livestream tiếp theo nha. Huyến tạm biệt các chị ạ.